Xin chào anh em. Trong clip này em sẽ gửi tới cho anh em là hiệu chỉnh các vị tướng rất là hot ở trong rank hiện tại. Các bạn chỉ cần nghe thôi chắc sẽ thốt lên rằng: "Uê, tại sao lại hiệu chỉnh các vị tướng hot một cách đáng sợ như vậy?" Đó có thể là tướng tủ của anh em đó. Đừng quên chia sẻ thông tin này cho bạn bè của mình để họ chuẩn bị cập nhật một phiên bản mới tuyệt vời nhất nhá. Siêu dẫn anh em ơi, TNG Shop VN đang có rất nhiều ưu đãi đặc biệt cho tháng 10 này vô cùng hot. Đầu tiên là nhận quà tháng 10 hoàn toàn miễn phí, có cơ hội nhận đến 2.000 quân huy. Tiếp theo là khuyến mại nạp thẻ 100% những khung giờ đặc biệt, nạp 100k nhận 200k. Chú ý là chỉ những khung giờ đặc biệt anh em nhé. Ngoài ra chỉ với 20k, anh em có cơ hội sở hữu cho mình combo full skin tinh hệ siêu ngon. Không chỉ vậy, trên shop còn có rất nhiều ưu đãi khác dành tặng cho anh em siêu hot không kém. Anh em mau truy cập ngay TNG Shop VN để nhận ưu đãi về mình ngay nào. Đây là vị tướng giảm suất, giảm thêm lần thứ N thì vẫn mạnh thôi. Đó là câu nói chúng ta thường rất là quen thuộc với Floor. Floor ở bản mùa 20 này, ở rank hay giải đấu thì đều được rất là trọng dụng. Lần hiệu chỉnh này có sự cân bằng sức mạnh của Floor nè. Đầu tiên ấy, tốc độ tung hoa sẽ trả về ban đầu. Tại sao nó lại trả về ban đầu? Bởi vì ở mấy cái bản cập nhật trước đấy ạ, gia tăng tầm của chiêu 1 nhưng mà lại giảm tốc độ hoa phun ra. Bây giờ là hoàn trả lại, anh em phun hoa sẽ nhanh hơn. Nhưng cái anh em mất là gì? Cái anh em mất là mất khả năng khống chế ở chiêu 2. Anh em biết đó, cú hất khống chế choáng ở chiêu 2 quá ư khó chịu. Bị nó hất choáng một cái thì nó tặng ngay hẳn combo vài hoa luôn. Đó là lý do vì sao có lệnh hiệu chỉnh này. Em nói thật là cái cú hiệu chỉnh này không hẳn cân bằng đâu, mà là một cú nép mạnh về khả năng khống chế ở vị tướng này. Chắc phải lên áo choàng băng giá đấy mấy ông ạ. Anh em có cách nào để khắc phục cái việc đó chính là Floor nó mất đi khả năng khống chế thêm chưa? Chắc phải chơi cái phép bổ trợ làm choáng mang tên là ngất ngư qua mê ông ơi, để có thể làm choáng một cái khu vực quá tuyệt vời đúng nào. Liệu đấy có phải là hướng đi mới cho anh em hay không? Anh em hãy đánh giá về tương lai của Floor đi. Lần hiệu chỉnh rơi này sẽ khiến cho hang rơi ở đường tà thần trở thành một cái nơi tranh chấp và phải tranh chấp bằng được, bởi vì ích lợi của nó là quá nhiều. Anh em hạ rơi đúng không? Gần 100 vàng, mỗi cục máu là 20 vàng, ăn tổng cộng nếu một người ăn ấy nó nhận được 100 vàng, tức là 184, ngang một cái xác kẻ địch. Anh em tưởng tượng đi, chủ lực mà ăn được 3 con rơi và nhặt hết tất cả 5 viên này thì cái lượng vàng nó kinh khủng ra sao đấy. Đó là lý do vì sao mà ép nhận định rằng ở các meta sắp tới ấy, cái đường tà thần và hang rơi này tiếp tục là một cái nơi giao tranh thường nhiều. Xem giải đấu chắc bây giờ mấy ông lại phải pick mấy con xạ thủ khỏe khỏe, mấy con trợ thủ khỏe khỏe để mà lên đây để chứng chấp thôi mấy ông ơi. Không thể bỏ qua được nữa rồi, bởi vì rơi bây giờ là quá là ích, quá tuyệt vời. Bỏ qua sao được, vừa hồi máu nhiều, lại còn vàng rất là lớn. Ấy vậy còn có thể chia vàng cho một người nữa cơ, chứ không phải là hào quang cho tất cả mọi người. Team nào có lợi thế sẽ lan của tuyết càng mạnh hơn. Hiệu chỉnh thêm cơ chiến trường về cái mắt phát quang, thời gian tồn tại giảm xuống. Đây là cái thời gian tồn tại này. Tức là khi bạn kích hoạt lên ấy, đúng không? Thì nó sẽ giảm cái thời gian tồn tại xuống. Ảnh hưởng như nào? Ảnh hưởng chắc chắn là các đội bị thiệt thòi, kiểu là các đội mất trụ này. Anh em muốn lấy tầm nhìn, đương nhiên nó sẽ giảm cái thời gian xuống. Và các đội nào mà chơi cái vị tướng ẩn nấp ấy, là vị tướng được hưởng lợi rất là nhiều. Không sao anh em, như thế endgame càng nhanh, càng sớm, càng giải quyết nhanh trận đấu. Cặp đôi đang làm mưa làm gió hiện nay, Aiza và Tara đã tạo nên sức hút cực kỳ lớn ở trong giải đấu, từ giải Thái, giải Việt, rồi cả trận đấu rank. Anh em gặp cái đội này, cái hội này mà gặp mấy con xạ thủ kiểu như là Vio, kiểu như là các vị tướng thiếu cơ động ấy, thôi rồi toang luôn. Hiệu chỉnh Tara này, đó là ở cái nội tại. Anh em có thể nhìn thấy rõ ràng là hao cái lượng máu nó tăng lên, bù lại cho anh em là thêm một tí công vật lý ở dạng sau. Cái mất của anh em là gì? Mình sẽ nói về cái mất. Cái mất của anh em là không còn cái lượng sang chuẩn, tức là không còn 4% máu tối đa mục tiêu cộng thêm 0,5% sát thương vật lý thành sát thương chuẩn. Sát thương chuẩn đây ấy, vừa giúp anh em có thể farm nhanh, farm lẹ, lại còn cấu máu kẻ địch hiệu quả. Thì bây giờ còn đâu sát thương chuẩn ạ? Bây giờ anh em sẽ được bù đắp bằng cái lượng sát thương vật lý. Nhưng mà chúng tôi cần sát thương chuẩn cơ. Sát thương chuẩn để chúng tôi còn quay bọn đấu tanker chứ đúng không anh em? Như thế bọn nó biết thế nào là sợ chứ. Bây giờ lại chính vì con Aiza mấy ông ơi, chính vì sự kết hợp quá đạo của Tara và Aiza mới làm nên nông nối này. Anh em coi nhá, đây Aiza và Tara kết hợp với nhau, cứ mỗi lần quấy cái lượng sát thương ở chiêu 2 2 lần phải ít đâu anh em, đúng không? 2 lần sang chuẩn, không phải dạng vừa nhá. Cú này đúng là kiểu quá là chí mạng luôn ấy. Anh em nhận định ra sao về cái kèo hiệu chỉnh này? Sau khi anh chàng Tara hưởng ké Aiza chưa được bao lâu thì bây giờ là dính trường rồi.
Ngoài ra chúng ta có hiệu chỉnh về vị tướng Ata. Ata trước đây rất là hot, khi mà cái thời điểm mà con Zip nó siêu hot đó anh em, thì Ata trở thành vị tướng, người ta được mệnh danh là để khắc chế lại Zip. Kiểu Zip bật chiếc cuối lên, chỉ cần Ata bật chiếc cuối ra thì Zip cơ mà lăng lóc bằng niềm tin, đúng không nào? Bây giờ Ata có đáng chơi hay không? Thực sự thì để mà cạnh tranh với các vị tướng bây giờ thì hơi khó cho Ata một tí. Đó là lý do vì sao mà vị tướng này có sự hiệu chỉnh sức mạnh như sau. Đầu tiên ấy, đó là cái nội tại biển sâu chúc phúc. Chính cái nội tại này làm nên thương hiệu của Ata. Các bạn chỉ cần có cái cục mỡ ảo thôi, các bạn đánh gây thương sẽ được hồi máu rất là nhiều. Tuyệt vời đúng không nào? Hồi máu 50% với đơn vị tướng, giảm còn 45%. Và lính đồng dạng giảm xuống, tức là họ đang giảm khả năng hồi phục từ cái máu ảo, máu xám này của vị tướng Ata. Nhưng mà cái bù đáp lại cho Ata là gì? Đó là giáp cơ bản tăng lên này, giáp tăng trưởng theo cấp độ tăng lên, và máu tăng trưởng theo cấp độ đồng dạng tăng lên nốt. Đây là một sự em nghĩ rằng vừa vui vừa buồn. Bởi vì nếu mà hồi phục lên tướng và lên lính ạ, các bạn có thể sử dụng cái phù hiệu của Dương Nguyên Sinh này anh em. Em không nhớ cái tên, cái tăng giáp với hồi máu đây anh em. Em không nhớ tên nhá, anh em có thể comment cái tên của nó được không? Em chỉ là biết cài với lại nhớ hình thôi. Với lại nhớ tác dụng tên thì rất tiếc. Đó là sự hiệu chỉnh của Ata. Nói chung là F khá thích cái hiệu chỉnh này. Bởi vì cái được của Ata ấy, đó chính là tăng trưởng theo cấp, đó chính là giáp tăng trưởng được cấp, máu tăng trưởng được cấp, và giáp cơ bản từ đầu nó đã hiệu quả hơn rất là nhiều rồi. Giáng sinh sắp tới rồi anh em ơi. Nếu bạn nào mà xem video hôm qua của Ad ấy, thì Ad đã từng gợi mở và gợi ý cho anh em về cái bản đồ Giáng sinh, bản đồ Noel. Thì nếu mà bạn nào chưa xem đấy, không sao cả, thì bây giờ Ad sẽ review lại cho anh em nhé. Thực sự thì đây chính là cái bản đồ Noel của năm 2021, nhưng nó chưa hoàn thiện toàn bộ đâu. Tức là nó chỉ là một phần nhỏ nào để hé lộ cho anh em thôi. Như mọi năm, cứ khi nào Giáng sinh tới, Ad lại nhớ tới mấy cái trò nào đánh hóa hình thành khỉ lá, hóa hình thành kinh công, rồi cái đợt trước là hóa thành rơi này, hóa thành tà thần này. Không biết là đợt này họ sẽ cho chúng ta hóa thân thành ma thần hay không, hay là hóa thân thành cái con rồng ánh sáng. Rất nghi ngờ nha mấy ông ơi. Anh em có thích là hóa thân thành rồng ánh sáng đấu với kẻ địch hóa thân thành con tà thần hay là con ma thần hay không? Ad đang rất là chờ mong. Bởi đó chỉ là cái thương hiệu và cái video mở đầu của tại phiên bản Chiến trường 4.0 và 2021 này. Anh em đừng quên chia sẻ thông tin thay đổi cho bạn bè cùng biết nhé. Và like, share video, đăng ký kênh để nhận các video tuyệt vời khác. Anh em ơi, Ad bây giờ đã trở thành đối tác của Facebook rồi. Mỗi ngày 3 clip, 2 clip trên YouTube và 1 clip độc quyền trên Facebook. Các bạn đừng quên lên ngay fanpage link mô tả để không bỏ qua các video của Ad nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.